Và trong cái khuôn khổ của video này thì tôi chia sẻ một công thức, một bí kíp mà bất kỳ ai mong muốn kinh doanh thành công đều phải dùng nó. Vâng, nếu như bạn là nhà khởi nghiệp, nếu như bạn là nhà đã làm kinh doanh, nếu như bạn đang làm kinh doanh, tóm lại là trong cuộc đời này bất kỳ ai cũng nên nghe cái video này, bởi vì nó sẽ giúp cho bạn rất là nhiều thứ. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay lại trở lại với channel của Phạm Thành Biên. Ở trong bài chia sẻ tối nay hôm nay, tôi chia sẻ với anh chị là có một công thức mà giúp cho các bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Vâng, thế vậy là ai trong số các bạn mong muốn kiếm nhiều tiền hơn, hãy comment bên dưới là tôi muốn, được chưa? Để tôi chia sẻ cho các anh chị nhiều hơn nữa. Và trong cái khuôn khổ của video này thì tôi chia sẻ một công thức, một bí kíp mà bất kỳ ai mong muốn kinh doanh thành công đều phải dùng nó. Vâng, nếu như bạn là nhà khởi nghiệp, nếu như bạn là nhà đã làm kinh doanh, nếu như bạn đang làm kinh doanh, tóm lại là trong cuộc đời này bất kỳ ai cũng nên nghe cái video này, bởi vì nó sẽ giúp cho bạn rất là nhiều thứ. Và cái từ khóa của ngày hôm nay tôi xin chia sẻ đó là quan hệ là tiền tệ. Ồ, nghe hay nhỉ? Quan hệ là tiền tệ. Quan hệ càng nhiều thì tiền càng lớn, càng bạn càng có nhiều tiền hơn. Vậy cái từ khóa quan hệ ở đây cậu hiểu là như thế nào? Ở trong cuộc sống của chúng ta không ai có thể sống được một mình được cả, đúng không ạ? Và chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta làm kinh doanh, cũng không thể nào làm đầu tư mà chúng ta chỉ có thể có một mình được thôi. Và bắt buộc trong cuộc đời chúng ta, mỗi một người, thông thường các nhà thống kê người ta đã chỉ ra rằng là thông thường mỗi một người, trung bình một người xung quanh chúng ta có cỡ khoảng từ 100 đến 200 mối quan hệ, từ 150 đến 200 mối quan hệ. Và thế vậy bạn thử dừng video này lại 1-2 phút, bạn viết xuống, lấy giấy viết xuống ngay lập tức những người bạn có thể nhớ tên, xem trong danh sách của bạn, bạn nhớ được bao nhiêu tên của bao nhiêu người, và nếu nhớ được độ tuổi của họ thì càng tốt. Nào, hãy dừng video này lại trong khoảng 1-2 phút, hoặc tôi để cho 10 phút đi. Nào, bấm dừng lại. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn, hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Biên xin cảm ơn bạn. Sau khi dừng lại xong, bạn lấy giấy bút ra, bạn viết tất cả các danh sách những người mà bạn có thể nhớ được, xem tổng số lượng người bạn nhớ được trong cái danh sách đó dài bao nhiêu. Thì các nhà phân tích, các nhà nghiên cứu người ta chỉ ra là mỗi một người xung quanh mình có cỡ có khoảng 200, trung bình khoảng 200 mối quan hệ. Thế vậy 200 mối quan hệ đấy giúp ích thì cho các bạn. Hãy nhớ điều này. Từ một mình bạn, xung quanh bạn là có 200 người. Thế vậy là mỗi một người trong số 200 người đó lại xung quanh họ lại có những 200 người nữa. Được chưa? 200 người nữa. Và cứ như vậy bạn thử tưởng tượng xem là mình chỉ cần quan hệ tốt với một nhóm 200 người thôi, và xung quanh họ có những 200 người nữa, nhân lên xem tổng số bao nhiêu ạ? 200 x 200 đúng không nhỉ? Thế vậy là 200 x 200, nếu như chúng ta mà quan hệ tốt với 200 người xung quanh chúng ta thì chúng ta sẽ có ít nhất là sở hữu, ít nhất là chỉ cần là 20% của cái mối quan hệ của họ thôi. Có nghĩa là gì? Mỗi một người ở đó có 200 mối quan hệ, mình chỉ cần dùng đến 20% của 200, có nghĩa là 40 người. Thế vậy là 40 x 200 thì bạn đã có bao nhiêu người rồi ạ? Nào, bạn nhân lên giúp tôi. 200 x 40 thì có phải bạn đã sở hữu gì? 8.000 mối quan hệ rồi không? 8.000 mối quan hệ đấy. Đấy, cho nên là không cần phải đi tìm kiếm đâu xa, hãy lấy điện thoại của mình ra. Trong số điện thoại của các bạn có rất nhiều số điện thoại của bạn lưu ở đó, và cả cuộc đời gần như chưa từng giao tiếp gì với họ. Và ngày hôm nay khi bạn đã nghe thấy cái video này rồi, hãy lấy điện thoại của mình ra. Như cái thói quen của tôi nhé, là tôi phân ra theo cái list danh bạ, là theo gia đình này, theo bạn bè này, theo đồng nghiệp này, theo ngành nghề này, vân vân đấy, theo các bạn phân vùng ra để dễ quản lý. Và nên kết bạn với họ ở trên Zalo, nên kết bạn với họ ở đâu đó ở trong cái vòng kết nối của bạn. Và nếu có thể thì mỗi một năm chúng ta có một ngày thôi là họ, ngày họ sinh nhật, hãy gửi lời chúc, gửi lời hỏi thăm đến họ ít nhất là một năm vài lần tương tác, để duy trì kết nối một cái mối quan hệ tuyệt vời. Và khi bạn có duy trì kết nối với lại 200 mối quan hệ tuyệt vời rồi thì bạn sẽ có gì? Cả 8.000 mối quan hệ ở ngoài kia. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và lúc đấy bạn sẽ có thể kinh doanh, bạn có thể làm khởi nghiệp, hoặc bạn có thể làm bất kỳ những cái việc gì ở trong những cái mối quan hệ đó, đều có thể hỗ trợ sẵn sàng đem tiền cho bạn. Bạn có tin tôi điều này không ạ? Nếu như ở trong cái Zalo của bạn có rất nhiều mối quan hệ tốt, bạn kinh doanh, bạn có thể đăng lên trên tường Zalo, nếu như bạn kinh hoa, bạn có thể chụp cái bông hoa đẹp như thế này, bạn đăng lên trên Zalo, và những cái người trong danh bạ của bạn nhìn thấy và bạn hỏi
có thể ai đó sẽ comment: bạn ơi, cái bông hoa bạn mua ở đâu mà đẹp thế? Cơ hội kinh doanh đã đến, được chưa? Thế vậy trong video này tôi chia sẻ với anh chị là quan hệ thì là tiền tệ. Thế vậy là những người mà càng thành công thì họ là càng có nhiều mối quan hệ. Nếu như anh chị em xem video này mà thấy có điều gì thú vị, có điều gì học hỏi được một cái điều gì đấy thì hãy comment xuống bên dưới. Tôi sẽ chia sẻ cho anh chị rất là nhiều các kiến thức, những cái trải nghiệm của tôi trong cuộc sống của tôi, giúp cho công việc kinh doanh của anh chị, giúp cho công việc đầu tư của anh chị ngày một tốt hơn. Phạm Thành Biên xin hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Biên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Biên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.